em thân mến, như vậy là chúng ta đã biết cách tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số y bằng fx trên đoạn AB. Trong trường hợp phương trình y phẩy bằng 0 có nghiệm. Và cái nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0 thì có thể thuộc đoạn AB hoặc không thuộc đoạn AB. Cái này thì ở trên ví dụ mẫu thì các em đã biết rồi. Thế còn trong trường hợp phương trình y phẩy bằng 0 vô nghiệm hay nói cách khác Y phải luôn luôn lớn hơn không Hoặc luôn luôn âm Thì chúng ta sẽ dựa vào lý thuyết sau đây Nếu trên đoạn AB Hàm số Y bằng Fx Luôn đồng biến Tức là Y phải luôn lớn hơn không Với mọi x thuộc đoạn AB Thì min của Fx Bằng F tại A Max của Fx bằng F tại B còn trong trường hợp nếu trên đoạn AB hàm số y bằng fx luôn nghịch biến tức là y nhỏ hơn 0 với mọi x của đoạn AB thì min của fx lại bằng f tại b, max của fx bằng f tại a. Đấy. Thế bây giờ để đỡ dườm già dễ nhớ thì kem chỉ cần nhớ cái sơ đồ sau đây nhé. Ở trường hợp thứ nhất này, nếu trên đoạn AB hàm số y bằng fx luôn đồng biến này, tức là y phải luôn lớn không với mọi x thuộc đoạn AB này. Để vẽ cái sơ đồ để các em nhìn đây này. Đây là x nha. Đây là đoạn AB, Thế nếu trên đoạn AB này mà hàm số f(x) của chúng ta luôn đồng biến, luôn đồng biến, khi đó giá trị dưới chân này đây chỉ là min, còn giá trị trên đỉnh này là max. Chỉ cần nhớ sơ đồ như vậy thôi, cái lời này chúng ta không cần nhớ. Đây, nếu trên đoạn AB hàm f(x) luôn đồng biến, thế thì dưới chân là min, trên đỉnh là max. Tức là giá trị của hàm f tại a là min còn đây là giá trị của hàm f tại b sẽ là mắc nhé còn ở trường hợp thứ hai nếu trên đoạn ab hàm số Y bằng fx luôn nghịch biến đây lại nhớ sơ đồ x fx đây là đoạn ab nếu trên đoạn AB hàm f(x) luôn nghịch biến. Thế thì giá trị trên đỉnh này là max. Giá trị dưới chân này là min. Giá trị này là f tại A, còn giá trị này là f tại B. Đấy. Nhé. Thế thì thầy nói lại một lần nữa, các em có thể không cần nhớ lời này, bỏ qua các cái lời này đi. Các em chỉ cần nhớ sơ đồ như sau, thầy xin nhắc lại một lần nữa nếu trên đoạn AB hàm f(x) luôn đồng biến thì giá trị dưới chân này là min, giá trị trên đỉnh này là max. Nói một cách hình ảnh như thế cho dễ nhớ. Còn trong trường hợp trên đoạn AB hàm f(x) nghịch biến, thế thì giá trị trên đỉnh này là max, giá trị dưới chân này là min. Có thế thôi. Nhé Bây giờ thầy xin minh họa một số bài tập sau đây. Bài tập mẫu thứ nhất tìm giá trị nhỏ nhất của hàm y bằng căn bậc 2 của 3 2x trên đoạn âm 1 1. Hãy chọn một trong bốn phương án sau đây. Phương án A, min y bằng 1. Phương án B, min y bằng căn 5. Phương án C, min y bằng âm 1. Phương án D, min y bằng 2. Làm thế nào để tìm được giá trị nhỏ nhất của hàm số này? Thì các em cứ nhớ cho Để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất Của một cái hàm số trên một đoạn nào đó Thì công việc đầu tiên chúng ta phải tính đạo hàm đã Nhá để bây giờ hướng dẫn nhé Y phải sẽ bằng Đạo hàm căn u Không biết là nhớ đạo hàm công thức căn u chưa Bây giờ thầy tính luôn Căn u thì bằng u phải chia hai căn u Như vậy y phải ở đây sẽ bằng Âm 1 Chia cho căn bậc 2 của 3 trừ 2x. Đây nếu em nào chưa rõ thì thầy xin nhắc lại. Đạo hàm căn u thì bằng u phẩy chia 2 căn u. Thế thì áp dụng ở đây, áp dụng công thức này thì đạo hàm căn bậc 2 của 3 2x sẽ bằng 3 2x đóng vai trò là u Thế thì nó bằng 3 2x lấy đạo hàm tức là u phẩy chia u à, chia 2 căn u, 2 lần căn bậc 2 của 3 2x. Đạo hàm trên tử bằng âm -2 dưới mẫu giữ nguyên. Và rút gọn âm -2 với 2 trên tử còn âm -1. Chia căn bậc 2 của 3 2x. Đấy, do vậy ta có đạo hàm đây. Thế thì các em nhìn đạo hàm này Trên tử âm dưới mẫu dương Căn bậc 2 thì luôn dương Như vậy phân thức này nhận giá trị âm Đấy Âm với mọi x thuộc đoạn âm 1 1 Nó còn âm trên toàn bộ tập xác định được Nhá Thế thì ở đây Chúng ta lập một Cái bảng biến thiên hay tạm gọi là sơ đồ dấu x, y phẩy, y. Đây là đoạn âm một, một. Y phẩy của chúng ta âm. Vậy hàm số này luôn nghịch biến. Thế thì theo sơ đồ này, nếu trên đoạn AB hàm số luôn nghịch biến, thì giá trị dưới chân là min, trên đỉnh là max. Người ta đang yêu cầu mình tìm min Tìm giá trị nhỏ nhất Như vậy giá trị nhỏ nhất là dưới này Còn giá trị lớn nhất ở trên này Thế thì tại x bằng 1 thì y bằng bao nhiêu Với x bằng 1 thay vào đây Y của chúng ta bằng Bằng 1 Đấy, cái này chính là min Cái này chính là min nha Tức là giá trị nhỏ nhất Đấy Đây, suy ra mini bằng 1 với x thuộc đoạn âm 1, 1 Dưới chân chữ min này em có thể viết rõ là x thuộc đoạn âm 1, 1 Hoặc viết mỗi đoạn âm 1, 1 cũng được Đấy, đây là hướng dẫn để em nắm được kiến thức nha Và như thế, mini bằng 1 thì em phải chọn phương án A Đấy là hướng giải quyết của bài toán Thế còn với bài toán này thì làm thế nào để giải nhanh nếu em nào chắc kiến thức Thì bài này không đầy 10 giây Cụ thể như sau Tôi nhìn cái hàm số này nhé yeah. Nhìn thoáng một cái tôi thấy y phải âm Hàm này nghịch biến Nghịch biến cho nên nó phải đạt giá trị nhỏ nhất Tại đầu mút này Đấy Giá trị lớn nhất tại đây, giá trị nhỏ nhất Tại đầu mút này Nghịch biến đồ thị đi xuống Trên đoạn trừ 1, 1 thì đồ thị đi xuống Vậy giá trị nhỏ nhất phải ở đầu mút cuối này Lớn nhất ở đầu mút trên Thế thì Phát hiện cái hàm số này nghịch biến một cái Thì giá trị tại đây sẽ là nhỏ nhất Vậy lắp một vào đây Thay x bằng 1 vào đây Thay x bằng 1 này thì, thì 3 trừ 2 nhân 1 còn 1 Như vậy mini bằng 1 Khoanh luôn Mini bằng 1 10 giây Đấy Đây là làm thế nào để giải nhanh Nha Thì xin nhắc lại này Chúng ta có thể giải rất nhanh bài toán này Ở đây là thầy minh họa lý thuyết này thôi còn nếu chúng ta chắc kiến thức rồi thì bài toán này giải rất nhanh Nhìn một cái ta biết ngay đạo hàm của anh này sẽ âm Tất nhiên là công thức tính đạo hàm phải thuật chuẩn Phải nhuần nhuyễn Đấy U phải, U phải ở đây sẽ ra dấu âm Thế thì Y phải âm Đúng chưa Y phải âm, thế thì hàm nghịch biến trên đoạn này Mũi tên này, nghịch biến thì mũi tên xuống này Đấy Vậy thì giá trị nhỏ nhất thì phải tại đây Tại một Còn giá trị lớn nhất thì phải tại âm một thì thay x bằng 1 vào đây thì chúng ta có mini bằng 1, chọn phương án A. Còn trong trường hợp người ta hỏi mắc thì trên đỉnh này là mắc thì thay x bằng âm 1 vào đây thì nó lại bằng căn 5. Kết luận ngay mắc bằng căn 5. Hiểu chưa? Rất đơn giản như vậy thôi. Đấy, kết thúc bài tập mẫu số 1. Tiếp theo chúng ta sang bài tập số 2 tìm giá trị lớn nhất của hàm số y bằng x 2 chia cho 2 x cộng 1 trên đoạn 0 1. Hãy chọn một trong bốn phương án sau đây. Phương án A mắc y bằng âm 2. Phương án B mắc y bằng âm 1 phần 3. Phương án C mắc y bằng âm 1. Phương án D mắc y bằng âm 1 phần 2. Làm thế nào để giải quyết được bài toán này? Ta lại tính đạo hàm. Công việc đầu tiên phải tính đạo hàm xem sao đã Đấy Hướng dẫn Y phải Đối với hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất Ngoài cái chuyện tính đạo hàm Theo công thức đạo hàm của một thương Chúng ta còn một mẹo tính Thầy đã dạy rồi Tính đạo hàm luôn này. 1 x 1 trừ đi 2 nhân âm 2 Bằng 5 Trên tử bằng 5 Dưới mẫu là x 2x cộng 1 Tất cả bình đạo hàm luôn luôn dương với mọi x thuộc đoạn không một từ đây chúng ta có cái bảng biến thiên hay tạm gọi là sơ đồ biến thiên x y phải y đây là đoạn không một đạo hàm luôn luôn dương hàm đồng biến và như thế Giá trị dưới chân này là min, trên này là mắc. Người ta đang hỏi mắc, thế thì chúng ta tính giá trị trên này. Tại x bằng 1 thì y nhận giá trị bằng bao nhiêu? Thay x bằng 1 vào đây, thay x bằng 1 vào đây trên tử còn âm 1 dưới mẫu là 3. Giá trị hàm y tại 1 là 1 phần 3. Đấy, đây chính là mắc. Đây là mắc này. nhá. Yeah. Đấy, đấy Nếu trên đoạn AB hàm số luôn đồng biến thì giá trị dưới chân này là min, đây là max. Giá trị này là f tại A còn giá trị này là f tại B. Thế thì với sơ đồ này thì chúng ta tìm ngay ra max bằng 1/3. Soi vào 4 phương án đã cho. À, âm 1/3 nhé Trên tử thầy tính đây là âm 1/3 em ạ. Tại x bằng 1 này. Tại x bằng 1 thì y bằng bao nhiêu? Thấy được 1 vào đây. Trên tử là âm -1, dưới mẫu là 3. Như vậy đây là âm -1/3. Thế thì soi kết quả mắt vào bốn phương án này thì ta thấy trùng với phương án B cho nên ta chọn B. Ta đã giải quyết xong bài toán. Thế thì sau khi giải xong rồi thì bây giờ mới trở lại vấn đề vậy làm thế nào để giải nhanh bài toán này? Để giải nhanh bài toán này cũng rất đơn giản thôi 10 giây, không đến 10 giây 5 giây ấy tôi nhìn thấy ngay đạo hàm này tôi nhính tôi tính này hai này nhân với nhau trừ hai này nhân với nhau trên tử bằng 5 dấu của đạo hàm phụ thuộc vào tử thôi bởi vì cái hàm phân thức này thì đạo hàm dưới mẫu luôn luôn dương bình phương mà thế thì tính ra ngay một trừ đi âm bốn thành năm đạo hàm dương cho nên hàm đồng biến trên đoạn này trên đoạn không một đấy chỉ cần viết cái mũi tên trên đoạn không một thôi thế thì hàm số này sẽ đạt giá trị nhỏ nhất tại không đấy tại không thì đạt giá trị nhỏ nhất Tại một thì đạt giá trị lớn nhất Đầu bài hỏi giá trị lớn nhất Thế thì tôi thấy x bằng 1 này giá trị lớn nhất là, là y tại 1 này Thay x bằng 1 vào đây X bằng 1 vào đây thì nó bằng âm 1 phần 3 Thấy ngay kết quả B Khoanh B 10 giây Nha Xin nhắc lại Nhẩm nhanh tôi thấy đạo hàm này là luôn dương Đấy Luôn dương thì hàm số sẽ đồng biến trên cái đoạn Người ta cho Thế thì giá trị trên đỉnh này là max, trên này là min. Đầu bài hỏi max thì, thì ta phải tính tại một. Đây là giá trị của hàm số tại một. Thấy bằng một vào đây kết quả âm một phần ba, âm một phần ba khoanh b xong. Nhớ nhá, đấy là cách xử lý nhanh. Thế còn đây là thầy vẽ để diễn giải cái sơ đồ này. Đấy. Khi chúng ta hiểu rồi, bây giờ chúng ta vận dụng để giải nhanh nó rất là dễ. Thế thì cái này các em phải linh hoạt, phải chủ động trong cái việc tư duy. Đấy tự mình tìm tòi tự mình biến cái mẹo mực như thế thành riêng của mình và mình có thể cải tiến nó hay hơn kết thúc bài tập mẫu số 2 kem thân mến như vậy là chúng ta đã biết cách tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của cái hàm số y bằng f x trên đoạn ab bây giờ câu chuyện đặt ra là bài toán giá trị lớn nhất nhỏ nhất không phải trên đoạn ab mà là trên khoảng AB thì chúng ta dựa vào lý thuyết gì? Nhá. Nào, thế bây giờ muốn giải quyết bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số y bằng f(x) trên khoảng AB thì chúng ta cần phải nhớ lý thuyết sau đây. Nếu trên khoảng AB A có thể bằng âm vô cùng B có thể bằng dương vô cùng Đấy Nhá, nhắc lại này nếu trên khoảng AB hàm số y bằng fx đạt duy nhất một cực đại thì mắc của y đúng bằng giá trị y cực đại. Đấy. Bây giờ thầy lại vẽ cái sơ đồ để kem em nhớ sơ đồ thôi, không cần phải nhớ lời. Đây. Đây là khoảng AB. Khoảng AB không tính hai đầu mút. Nếu trên khoảng AB này hàm số đạt duy nhất một cực đại. Đây là cực đại. Thế thì khi đó, giá trị cực đại này chính là giá trị lớn nhất của hàm số y luôn. Hay nói chính xác là giá trị cực đại này đúng bằng giá trị lớn nhất của y đây anh này chính là mắc này mắc y nhớ nha xin nhắc lại một lần nữa nếu trên khoảng ab hàm số y bằng fx đạt duy nhất một cực đại thế thì cái giá trị cực đại này chính là mắc của y tức là giá trị lớn nhất của hàm số và cũng lưu ý là a này có thể bằng âm vô cùng b có thể bằng dương vô cùng thoải mái ở trường hợp thứ hai nếu trên khoảng AB hàm số y bằng fx đạt duy nhất một cực tiểu đây là duy nhất cái ký hiệu chấm than là duy nhất nha nếu trên khoảng AB hàm số y bằng fx đạt duy nhất một cực tiểu thì giá trị cực tiểu đó chính là giá trị nhỏ nhất của y và các em lại nhớ sơ đồ cho thầy Ta chỉ cần nhớ sơ đồ thôi Đây là khoảng AB Nếu trên khoảng AB này Hàm số đạt duy nhất một cực tiểu Đây Thế thì cái giá trị cực tiểu này chính là min của y. Này, giá trị cực tiểu này chính là min nhá. Min của y. Thầy xóa chỗ này đi, thầy viết lại cái chữ B một chút. Rồi. Và các em cũng lưu ý cho thầy là cái A này có thể bằng âm vô cùng, B có thể bằng dương vô cùng. Tóm lại AB bất kỳ. Như thế cho dễ nhớ. Nha. Chốt lại. Chúng ta chỉ cần nhớ cô đậm như sau. Nếu trên khoảng AB, khoảng móc tròn, còn đoạn là móc vuông. Thì nếu trên khoảng AB, hàm số Y bằng Fx đạt duy nhất một cực đại. Thì giá trị cực đại này chính là mắc Y. Mắc của cái hàm số Y bằng Fx này. Thế còn nếu trên khoảng AB, hàm số đạt duy nhất một cực tiểu. Thì giá trị cực tiểu này chính là giá trị nhỏ nhất của hàm số Y bằng Fx. Đấy, nhớ mỗi cái sơ đồ ấy thôi là ok Bây giờ thầy sẽ đưa ra một số các cái bài tập minh họa như sau Ta vào bài tập mẫu thứ nhất với nội dung như sau Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng x mũ 4 trên 2 cộng x bình trừ 3 phần 2 Hãy chọn một trong bốn phương án sau đây Phương án A min y bằng 1 phần 4 Phương án B min y bằng âm 3 phần 2 Phương án C min y bằng 2 phần 3 Phương án D min y bằng 3 phần 2 Kem lưu ý cho thầy Đối với những cái bài toán mà tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một cái hàm số Người ta không chỉ rõ là trên đoạn nào hoặc trên khoảng nào Thì theo quy ước của sách giáo khoa Bài toán đó sẽ là bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên toàn bộ tập xác định. Đấy. Ở cái bài tập này, người ta bắt tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y này mà người ta không nói trên đoạn nào, trên khoảng nào cả. Vậy theo quy ước của sách giáo khoa, bài toán này chúng ta phải hiểu là tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số này trên toàn bộ tập xác định. Nhớ nha vậy thầy sẽ hướng dẫn giải bài tập này như sau. Tập xác định của hàm số này là R. Để tìm được giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này, thì tôi sẽ tính đạo hàm của hàm số. Tôi lập bảng biến thiên xem sao, nhé. Y phẩy ở đây sẽ bằng y phẩy bằng à, 2x mũ 3 cộng với lại 2x 2x mũ 3 cộng 2 Nhóm 2x ra ngoài làm thừa số chung Bên trong còn x bình cộng 1 Đúng chưa? Y phải bằng 0 Kem chú ý là x bình cộng 1 luôn luôn lớn hơn 0 Thế thì y phải bằng 0 khi 2x bằng 0 Tức là x bằng 0 Từ đây chúng ta có bảng biến thiên x y phải y Chú ý tập xác định là R có nghĩa là x sẽ chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Đây là 0, tại 0 thì y phải bằng 0. Dấu của y phải do x bình cộng 1 luôn dương cho nên dấu của y phải chính là dấu của 2x 2x mang dấu gì thì y phải mang dấu đó trong trường hợp này với x lớn hơn 0 thì y phải dương anh này dương mà x nhỏ hơn 0 thì anh này âm tức là y phải âm đây đạo hàm âm hàm nghịch biến dương đồng biến như vậy trong khoảng âm vô cùng dương vô cùng hàm số đạt duy nhất một cực tiểu đây là giá trị cực tiểu này giá trị đó bằng này với x bằng 0 thay vào đây y của chúng ta bằng âm 3 phần 2 à theo lý thuyết nếu trên khoảng AB hàm số đạt duy nhất một cực tiểu lưu ý là A có thể bằng âm vô cùng B có thể bằng dương vô cùng đây này Đấy. tóm lại là AB này các em cứ nhớ cho thầy là bất kỳ nhé AB bất kỳ thế nếu trên khoảng a b mà hàm số đạt duy nhất một cực tiểu thì giá trị cực tiểu này chính là giá trị nhỏ nhất của hàm số thế thì theo lý thuyết này thì đây chính là min thế còn nếu mà nhìn bằng đồ thị thì các em thấy đây là hình hai của đồ thị đấy đây là điểm thấp nhất anh này thấp nhất thì vậy thì nó là giá trị nhỏ nhất giá trị nhỏ nhất trên cái khoảng này Đấy. Và đến đây thì chúng ta đối chiếu với bốn phương án đã cho thì nó trùng với phương án B cho nên ta khoanh B. Đấy là phương hướng giải quyết của bài toán này. Thế còn nếu bàn đến câu chuyện làm thế nào để giải nhanh bài toán này? Thì các em có thể đương nhiên chúng ta vẫn phải tính đạo hàm rồi giải phương trình y phẩy bằng 0 Nhưng lúc lập bảng sơ đồ dấu Thì có thể các em không cần phải lập như thế này Các em chỉ vẽ một cái sơ đồ, đồ dấu rất đơn giản như thế này Âm vô cùng Dương vô cùng Không Đấy Dấu của đạo hàm này Dấu đạo hàm là dương này Âm này Xuống này Lên này Tại x bằng 0 thì y bằng âm 3 phần 2 Và như thế trên khoảng âm vô cùng dương vô cùng Hàm số đạt duy nhất một cực tiểu khi đó giá trị cực tiểu này chính là giá trị min quanh b luôn đấy thì nhanh hơn được một chút lập cái bảng này chúng ta phải kẻ thêm y phẩy và y nhé thực ra nó chỉ nhanh thêm khoảng ba bốn giây thôi và với một cái bài toán như thế này thì chúng ta cũng chỉ làm trong vòng 30 mươi giây là xong không có gì cả. tính mỗi đạo hàm xác định dấu là xong đấy nhắc lại một lần nữa bài toán này sẽ ứng với trường hợp nếu trong khoảng AB hàm số đạt duy nhất một cực tiểu Thì cực tiểu này chính là min Và AB này là các giá trị bất kỳ Thì để ứng dụng vào đây Này Trong khoảng này hàm số đạt duy nhất một cực tiểu Trong khoảng từ âm vô cùng đến dương vô cùng Đạt duy nhất một cực tiểu Thì giá trị cực tiểu này chính là giá trị min Xong Thầy đã giải quyết xong bài toán số 1 nhưng em cũng cần phải lưu ý nhé chúng ta đừng quá máy móc với cái kiến thức này thì chúng ta có thể linh hoạt mặc dù nó không đúng với lý thuyết này có những cái bài toán mà chúng ta áp dụng nó không đúng với lý thuyết này nhưng chúng ta có thể nhìn trên đồ thị ví dụ như thầy vừa nói đây đây là hình hài của đồ thị đây này bảng biến thiên nếu mà viết cẩn thận thì đây sẽ là dương vô cùng đây là dương vô cùng Thế thì hình hài đồ thị này đi từ dương vô cùng xuống này, đi lên này. cực tiểu là âm 3 phần 2 Vậy thì nhìn đây chúng ta thấy ngay đây là giá trị nhỏ nhất của hàm số Đây là điểm có tung độ thấp nhất tung độ nhỏ nhất đấy Nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy ngay Nhá. Thì bây giờ tôi sẽ minh họa một cái bài tập mà nó không rơi vào các cái lý thuyết kem được cung cấp Nhưng từ đây chúng ta có thể tư duy được cụ thể bài tập mẫu số 2. Nào, cụ thể nội dung bài tập số 2 như sau. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm y bằng x mũ 4 trừ 2x bình cộng 2. Hãy chọn một trong bốn phương án sau đây. Phương án A, min y bằng 1. Phương án B, min y bằng âm 1. Phương án C, min y bằng 2. Phương án D, min y bằng 0. Bài toán này giải như thế nào? Hoàn toàn tương tự như bài tập số 1. Ở đây người ta chỉ nói là tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số mà người ta không cho trên đoạn nào, trên khoảng nào. Vậy chúng ta phải hiểu đây là bài toán tìm giá trị nhỏ nhất trên toàn bộ tập xác định. Tập xác định của hàm số này là R. Hay nói cách khác là khoảng âm vô cùng dương vô cùng đấy. Bây giờ ta lại tính y phẩy lập bảng biến thiên. Y phẩy sẽ bằng là 4x mũ 3 trừ đi 4x. Nhóm 4x ra ngoài làm thừa số chung trong còn x bình trừ 1. Y phẩy bằng 0 sẽ có 3 nghiệm. 0 cộng trừ 1. Và ta sẽ lập được bảng biến thiên. X y phải y Tập xác định R cho nên x chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Bây giờ ta xếp ba cái giá trị nghiệm này theo thứ tự từ bé đến lớn. Âm 1, 0, 1. Tại ba giá trị này y phải bằng 0 dấu của y phẩy thầy đã dạy em mẹo xét dấu của y phẩy ở phần ở phần đồng biến nghịch biến đối với hàm trùng phương khi xét dấu của y phẩy kem cứ nhìn vào hệ số này đây nhìn này nhìn hệ số của x mũ bốn thực ra nhìn y phẩy cũng được yeah, nhưng mà thôi nhìn hệ số của x mũ bốn cái bắt đầu cái mốc đầu tiên là khoảng ngoài cùng bên tay phải. Khoảng ngoài cùng bên tay phải thì bao giờ nó cũng cùng dấu với hệ số của x mũ 4. Hệ số của x mũ 4 mang dấu gì để cái khoảng ngoài cùng này nó sẽ cùng dấu. nha Thì ở đây hệ số của x mũ 4 mang dấu dương. Đây là dấu dương. Cho nên ở cái khoảng ngoài cùng này nó sẽ mang dấu dương. Sau đó cứ giật vào cách dấu cách dấu cách đều. Đây dương rồi thì đây âm, xong lại dương, âm. Nhá. Đấy là mẹo xét dấu của y phẩy đối với hàm trung phương. Y phẩy âm hàm nghịch biến dương đồng biến. Dễ thấy đây là dương vô cùng, đây là dương vô cùng. Các tọa độ y cực trị như sau. X bằng 0 thì y bằng 2. X bằng âm 1 và 1. Thay vào đây thì y của chúng ta bằng 1. Đấy Thế thì các em để ý này Mặc dù nó không phải là chính thống theo lý thuyết này Chính thống theo cái lý thuyết này Nhưng nhìn vào đây chúng ta biết ngay Nhé Đồ thị của chúng ta này Đi từ Đây đây chính là hình hài đồ thị này Đấy Xuống này Lên này Xuống này Lên này Đây là một này Đây là một này Đây là hai này Trên này là dương vô cùng này. Thì, thì nhìn vào đây chúng ta thấy ngay giá trị nhỏ nhất của hàm số chính là một đấy đây chính là giá trị nhỏ nhất nha và nó đạt tại hai điểm x bằng âm một và x bằng một đây là này, min này. đây chính là min của y Càng là min luôn đấy đây là min min Y bằng một chung với phương án a cho nên ta quanh nha Đấy, thế giải chi tiết nhé Thế còn đối với cái câu chuyện để giải nhanh ấy mà Để giải nhanh thì chỗ này các cũng như thầy đã nói Là kem không lập cái bảng này mà kem lập cái sơ đồ dấu thế này Đây Âm vô cùng à, Âm 1 0 1 Dương vô cùng Dấu của y phải, thầy nói rồi Cái khoảng ngoài cùng phía bên tay phải Khoảng ngoài cùng thì Dấu trong cái khoảng này thì luôn luôn cùng dấu với hệ số của x mũ 4. Nhìn đây. Hệ số x mũ 4, cái này dương. Thế thì khoảng này mang dấu dương. Sau đó cách dấu. Âm, dương, âm. Đấy. Xuống, lên. Xuống, lên. Như vậy nếu hàm số đạt cực ra giá trị nhỏ nhất thì đương nhiên giá trị nhỏ nhất phải tại đây. Đây. Chứ không thể là đây. Vậy không cần tính đây. X bằng âm 1 thì y bằng 1. X bằng 1 thì y bằng 1. Vậy ta có ngay kết quả đây chính là min min y bằng 1 xong và cũng chỉ tầm 15 giây nha tính đạo hàm xong cái vẽ cái trục trục số này ra để biểu diễn dấu và nhìn vào sơ đồ biến thiên này ta đọc ngay ra kết quả min được chưa đấy kẹp phải linh hoạt nha kết thúc bài tập mẫu số 2 bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập mẫu số 3 với nội dung như sau một nhà máy sản xuất sữa cần thiết kế một loại bao bì mới có dạng hình hộp đứng với thể tích là si một dm khối đáy là hình vuông cạnh x đơn vị là dm si tìm x để sao cho nguyên vật liệu làm bao bì tốn ít nhất đây là một cái bài toán có nội dung thực tế à, qua cái đề thi minh họa cho đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 mà bộ vừa công bố thì kem thấy trong cái đề đó có khá nhiều bài tập ứng dụng kiến thức toán vào thực tế đây là một trong những cái xu hướng mà của giáo dục sắp tới cho nên trong quá trình ôn tập kem cũng phải chú ý đến những cái bài tập có tính thực tiễn ứng dụng kiến thức mình học vào thực tiễn nhé Thế thì bài toán này giải thế nào? Đây, một cái hình một cái hình hộp đứng đáy là hình vuông cạnh x. Đáy là hình vuông cạnh x. Thế bây giờ người ta hỏi rằng x bằng bao nhiêu để nguyên vật liệu sản xuất ra cái hộp này là tốn ít nhất? Đấy, Nguyên vật liệu sản xuất ra chiếc hộp này tốn ít nhất đồng nghĩa với diện tích toàn phần của cái hình hộp này là nhỏ nhất. Diện tích toàn phần là cái gì? Diện tích toàn phần tức là diện tích hai đáy cộng với diện tích bốn mặt xung quanh. Đúng chưa? Thầy xin nhắc lại, người ta hỏi là tìm x để nguyên vật liệu sản xuất ra chiếc hộp này là tốn ít nhất. Nguyên vật liệu để sản xuất ra chiếc hộp này tốn ít nhất, nhất có nghĩa là diện tích toàn phần của cái hình hộp này nhỏ nhất. Diện tích hình hộp, à, diện tích toàn phần của hình hộp chính là diện tích hai đáy cộng diện tích bốn mặt xung quanh. Vậy, muốn tìm xem x bằng bao nhiêu để nguyên liệu sản xuất ra chiếc hộp tốn ít nhất, nhất thì chúng ta phải tìm xem x bằng bao nhiêu để diện tích toàn phần của cái hình hộp này nhỏ nhất. Diện tích toàn phần bằng cái gì? diện tích toàn phần. Đây, bây giờ tôi hướng dẫn giải này. Diện tích toàn phần chính bằng diện tích hai đáy, diện tích hai đáy nha, cộng với diện tích xung quanh. Đấy, diện tích hai đáy cộng diện tích xung quanh thì ra diện tích toàn phần hình hộp nguyên liệu để sản xuất ra chiếc hộp này tốn ít nhất có nghĩa là diện tích toàn phần nhỏ nhất diện tích hai đáy bằng cái gì đáy của chúng ta là hình vuông diện tích đáy là bằng hình vuông ở đây là hình vuông cạnh x nhé cho nên diện tích đáy bằng x bình đấy hai đáy hai đáy như nhau như vậy diện tích hai đáy sẽ là hai x bình bằng hai x bình Đúng chưa? Cộng với diện tích xung quanh Xung quanh của chúng ta là bốn cái hình chữ nhật Nhớ là hình hộp đứng Cho nên các mặt bên của chúng ta là hình chữ nhật Thế bây giờ Để tính được diện tích xung quanh Thì chúng ta diện tính diện tích bốn cái hình chữ nhật này bốn cái hình chữ nhật này có diện tích bằng nhau Cho nên chỉ cần tính một xong với nhân 4 Muốn vậy thì chúng ta phải gọi chiều cao Của cái hình hộp này là hát chiều cao này là h. Đấy. Thế thì diện tích một mặt bên là x nhân h. Hình chữ nhật mà. x nhân h. Bốn mặt thì là 4 lần x nhân h. Diện tích xung quanh là 4 lần x nhân h. Đúng chưa? xin nhắc lại. Mặt bên gồm 4 hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. Nếu ta gọi chiều cao của hình hộp này là h thì diện tích hình mỗi một cái mặt bên sẽ là x nhân h. Bốn mặt bên thành 4 lần x nhân h. Thế còn đáy của chúng ta, diện tích đáy, đáy dưới là có diện tích x bình, đáy trên cũng x bình. Vậy hai đáy sẽ là 2x bình. Bây giờ ta phải biểu diễn h qua x. Đầu bài cho đầu bài cho là đây cái hình hộp đứng này có thể tích là một dm si khối hay hiểu nôm na thể tích của hình hộp này bằng một cái thể tích hình hộp bằng cái gì thể tích hình hộp sẽ bằng là diện tích đáy nhân chiều cao nhá đây là cái thứ nhất này cái thứ hai này thể tích hình hộp v v hộp sẽ bằng diện tích đáy nhân chiều cao diện tích đáy là x bình nhân chiều cao này. x bình nhân h Tôi xin nhắc lại một lần nữa thể tích khối hộp nó chính xác phải là thể tích khối hộp bằng diện tích đáy nhân chiều cao diện tích đáy đây bằng x bình còn chiều cao là h nghe thế mà giả thiết cho là thể tích bằng một thể tích bằng một Giả thiết cho là x bình nhân với h bằng 1 Suy ra rút h ra Suy ra h sẽ bằng một trên x bình Đương nhiên x phải lớn hơn không Độ dài mà Thế thì từ đây Từ đây Chúng ta suy ra được diện tích toàn phần Sẽ bằng này diện tích toàn phần bằng hai đáy, diện tích hai đáy là 2x bình giữ nguyên. Rồi. Cộng với 4xh, bây giờ ta thay h bằng 1/x, thay cái h này bằng 1/1/x một trên, một trên bình. Như vậy chỗ này còn 4/x. Ta đã biểu diễn được diện tích toàn phần của cái hình hộp này là một hàm theo biến x đương nhiên x phải lớn hơn không mà thầy vừa phân tích nguyên vật liệu để sản xuất ra cái hình hộp này tốn ít nhất tương đương với diện tích toàn phần của hình hộp này nhỏ nhất có nghĩa bây giờ chúng ta phải đi tìm giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này coi diện tích toàn phần là một hàm theo biến x bây giờ phải đi tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số này đúng không thế bây giờ ta đặt cái này bằng đặt cái này bằng hàm f với x fx được mà y cũng được y thì. được chưa thế bây giờ ta tính đạo hàm này ta có y phẩy bằng này y phẩy bằng chỗ này là 4x đạo hàm 2x bình là 4x đạo hàm của 1 trên x là âm 1 trên x bình nhân với 4 là thành âm 4 trên x bình Đấy. quy đồng lên thành 4x mũ 3 trừ đi 4 chia cho x bình bây giờ y phải bằng 0 y phải bằng 0 tương đương với tử bằng 0 y phải là một phân thức mà một phân thức bằng 0 khi tử bằng 0. Có nghĩa là 4x mũ 3 trừ x mũ, 4 bằng 0 tương đương với x mũ 3 bằng 1. x mũ 3 bằng 1 tức là x bằng 1. Rồi, bây giờ ta lập bảng biến thiên. Bảng biến thiên nhé. x này y phẩy này y này x ở đây là độ dài, độ dài cho nên x phải lớn hơn không, như vậy x chạy từ không cho đến dương vô cùng. À, có một giá trị một làm cho y phải bằng không, dấu của y phải, dấu y phải phụ thuộc vào tử, bởi vì dưới mẫu là bình phương, tử mang dấu gì thì y phải mang dấu đó. Bây giờ quá đơn giản, với x lớn hơn một thì 4x mũ 3 trừ 4 sẽ dương tức y phải dương còn với x nhỏ hơn 1 lớn hơn 0 thì 4x mũ 3 trừ 4 âm tức là y phải âm xuống lên với x bằng 1 thì y của chúng ta sẽ bằng 6 như vậy trên khoảng không dương vô cùng hàm số đạt duy nhất một cực tiểu vậy giá trị cực tiểu này chính là giá trị nhỏ nhất. Đây, sơ đồ của chúng ta đây. Trên khoảng AB với AB bất kỳ, hữu hạn cũng được, vô hạn cũng được. Mà hàm số đạt duy nhất một cực tiểu thì giá trị cực tiểu này chính là pin. Nha. Từ đây Từ đây chúng ta suy ra y nhỏ nhất đây, nhỏ nhất đạt giá trị nhỏ nhất đây. Y nhỏ nhất y nhỏ nhất chính là s toàn phần nhỏ nhất đấy. Này, ta vừa đặt cái giá trị của s toàn phần này bằng y này. Thế bây giờ y nhỏ nhất tức là s toàn phần nhỏ nhất. Đây, nó nhỏ nhất khi x của chúng ta bằng 1. x bằng 1. Xong, đối chiếu với bốn phương án đã cho thì nó trùng với phương án C. Ta chọn C. Đấy. Đấy là cách giải quyết bài toán rõ ràng để giải quyết được bài toán này chúng ta phải có kiến thức tổng hợp giữa đại số và hình học giữa giải tích và hình học đúng không kiến thức của giải tích đó là cái cách tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất của mà hàm số còn kiến thức hình học ở đây là chúng ta phải nhớ thể tích của khối hộp rồi diện tích toàn phần của hình hộp các cái công thức tính chúng ta phải nhớ để phối hợp nhé thầy đã giúp các em giải quyết được vấn đề đó là bài toán này giải như thế nào thế còn một cái vấn đề nữa bây giờ chúng ta cần phải quan tâm là làm thế nào để giải nhanh bài toán này thế thì theo thầy đây là cách giải nhanh nhất rồi không còn cách nào nữa chẳng qua đây là thầy giải diễn giải cẩn thận cho các em để các em hình dung nhé thế còn khi chúng ta có kiến thức trong đầu rồi thì chúng ta vẫn phải viết sơ đồ ép toàn phần Bỏ này đi, bỏ dòng này đi, viết S toàn phần bằng thế này, bằng thế này Và vì thể tích bằng 1 cho nên rút h ra Thế h vào đây thì được cái hàm theo x Và đến đây thì chúng ta tính đạo hàm Nha, tính đạo hàm Và dễ dàng có được sơ đồ dấu của y phải Cho nên kết luận được y nó nhỏ nhất khi nào Tức là diện tích toàn phần nhỏ nhất khi nào Thì thì qua đây, các em nghiên cứu kỹ cái giải này Tự các em hình thành cho mình uh, Tự đúc kết cho mình với cái bài toán như thế này thì mình cắt những công đoạn nào đi để sao cho tốc độ nó nhanh nhất. Cái đó là bản thân các em phải vận động phải phải vận động phải suy nghĩ tìm tòi. Đấy. Nha Kết thúc bài tập mẫu số 3. Tiếp theo chúng ta sang bài tập mẫu số 4. Thầy xin giới thiệu câu số 10 trong đề minh họa đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 mà bộ mới công bố nhá. Nội dung như sau. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm, người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau. Mỗi hình vuông có cạnh bằng x cm, rồi gấp tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp như hình vẽ. Yêu cầu tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất. Chọn một trong bốn phương án sau đây. Phương án A x bằng 6. Phương án B x bằng 3. Phương án C x bằng 2. Phương án D x bằng 4. Thực ra đây là một cái bài tập trong sách giáo khoa lớp 12. Chỉ có điều người ta thay số cụ thể thôi. Còn trong sách giáo khoa lớp 12 là nó là một cái bài tổng quát. Nhá. Ờ, cái tấm nhôm đó có cạnh là A. Còn bây giờ người ta cho cụ thể là 12 cm. Thế thì cái bài tập này giải như thế nào? trước khi giải bài tập thì thấy mô tả lại cái đề bài này một chút để các em xem nhé đầu bài người ta cho một cái tấm nhôm hình vuông mỗi cạnh là 12 cm cạnh này là 12 cạnh này cũng là 12 đấy 12 cm bây giờ người ta cắt ở bốn góc bốn cái hình vuông bốn cái hình vuông này bằng nhau nhé sau đó Người ta gập cái cạnh này Gập cái cạnh này Theo cái mép thầy đánh dấu này Nét đứt này Gập cái cạnh này lại Rồi Bên này cũng thế Gập cái cạnh bên này Theo cái mép này Thế còn cái phần dưới Gập nó lên Gập theo cái mép Còn phần trên này Gập theo mép Thế thì lúc đó chúng ta được một cái hộp không nắp Này hình dạng đó này Tưởng tượng ra chưa nào Nhắc lại nhé Cho một cái tấm nhôm hình vuông kích cỡ là 12 12 nhé. Cạnh là 12 cm. Thì người ta cắt bốn cái góc, bốn cái hình vuông bằng nhau. Sau đó, cái ở bên phải này người ta gấp gấp nó lại, gấp cái đây này. Khi mà cắt cái góc này đi, góc góc đi thì mới nó còn thừa nó còn lại cái phần phần nhôm này. Thế bây người ta gấp nó lại theo cái mép nét đứt này. Tương tự như thế, phần nhôm còn lại phía bên này. Đây cái phần này này, phần còn lại này. Gấp nó lại theo cái mép nét đứt. Thế còn phía dưới, sau khi bỏ hai cái hình vuông này đi thì nó còn cái còn cái phần thòi này ra này, phần này này, bây giờ gấp nó lại theo cái mép này. Tương tự phần còn ở phía trên này, gấp theo cái mép này. Khi đó, gấp hai cạnh lại, gấp hai cái này lại ra một cái hình hộp không nắp. Mô hình là đấy. Đấy. Và người ta bảo rằng khi mà chúng ta cắt bốn góc bốn hình vuông bằng nhau thì cái cạnh hình vuông này này, cạnh này là x này. Đấy. Cạnh này là x này. x này. Bốn hình vuông này bằng nhau và cạnh của nó bằng x. Thế bây giờ x bằng bao nhiêu để thể tích của cái hình hộp này lớn nhất? Nó chính xác là thể tích của khối hộp lớn nhất. Một cái bài toán rất là đơn giản thôi, rất thực tế thôi nhá Thế thì trước khi giải quyết cái bài toán này Thì Kem cần phải nhớ cái điều sau đây Cái điều sau đây rất quan trọng Đó là điều kiện của x X là cái cạnh của cái hình vuông Bốn hình vuông này có cạnh như nhau Thì ký hiệu một cái thôi là x Điều kiện của x là gì? X là độ dài cho nên đương nhiên x phải lớn hơn không rồi Nha. Thì các em để ý một chi tiết sau đây Cái cạnh hình vuông này bằng 12 12cm ở giữa là 6 cm. Ở giữa nha, thầy đánh dấu các điểm giữa nha, đây là 6 nha. Đây là 6 nha. Đây là 6. Thầy sẽ chỉnh bớt các cái số 12 này nó di chuyển ra để nhìn cho nó dễ nha. Rồi này, thì các em để ý chi tiết. Giả sử bây giờ tôi cắt vào điểm chính giữa, điểm 6 này, tưởng tượng nha. Ở cái chiều này, người ta bảo cắt bốn góc bốn góc bốn hình vuông bằng nhau thì bây giờ nếu như tôi cắt vào điểm chính giữa tức là vào vào chỗ 6 cm Đây Đây. Ờ, cạnh này tôi cắt vào 6 Cạnh này tôi cắt vào 6 Như vậy tôi được một cái hình vuông Bỏ đi một hình vuông Góc này bỏ một hình vuông góc bên này bỏ hình vuông góc bên này bỏ hình vuông và góc bên này bỏ hình vuông như vậy nếu cắt vào 6 theo giả thiết là cắt bốn góc bốn hình vuông bằng nhau nếu cắt vào điểm chính giữa là 6 cm cả cái cạnh này là 12 cm điểm chính giữa là 6 tôi cắt vào 6 bên này cắt vào 6 tôi được bốn hình vuông bằng nhau nhưng khi đó bỏ bốn cái hình vuông này đi thì lập tức tấm nhôm không còn nữa mất hết làm gì còn tí nhôm nào để tạo ra cái hộp tưởng tượng ra chưa nào đấy vậy thì chúng ta không thể cắt vào điểm chính giữa 6 được chúng ta phải cắt phần nhỏ hơn 6 đâu đó ở đây đấy chỗ này cắt nhỏ hơn 6 đúng không thế thì bởi cái này cũng nhỏ hơn 6 thì đây là một hình vuông này đây là một hình vuông này thì nó phải còn cái phần nó mới còn tôn để chúng ta tạo ra cái hình nhôm à, cái hình hộp đúng chưa thế còn nếu mà mình cắt vào điểm chính giữa 6 xoẹt cái xoẹt cái vào 6 bốn vứt bốn cái hình vuông này đi thế thì làm gì còn tí nhôm nào hết luôn vậy thì một cái điều quan trọng ở đây x của chúng ta phải lớn hơn không nhưng phải nhỏ hơn 6 ta chỉ cắt đâu đó phía đến đây thôi đến đây thôi không được vào điểm chính giữa 6 thì lúc đó nó mới có nhôm phần nhôm còn lại để tạo ra hộp chứ đấy thì điều kiện vô cùng quan trọng ở đây là x phải lớn hơn không nhỏ hơn 6 nha nhớ đấy để vừa diễn giải rồi nhắc lại một lần nữa điểm giữa này là 6 cả cái cạnh này là 12 cm điểm giữa là 6 mỗi điểm giữa này là 6 nếu chúng ta cắt vào chính giữa bỏ đi bốn hình vuông bốn góc bằng cách cắt vào giữa 6 cắt vào giữa 6 đúng là ra bốn hình vuông nhưng sau khi vứt bốn hình vuông này đi thì chúng ta không còn tí nhôm nào cả làm gì còn nhôm mà tạo ra hộp như vậy rõ ràng chúng ta không được cắt vào 6 Phải nhỏ hơn 6 Cắt phía dưới này Bên này cũng thế Đúng không? Thầy nói một góc thôi Tương tự cũng thế Bên này không cái cạnh này là x Thì x không thể cắt vào đến 6 Mà cắt đâu đó nhỏ hơn 6 Để nó có phần nhôm còn lại mà tạo ra hộp Thế thì nhớ x lớn hơn 0 Nhỏ hơn 6 Nhỏ hơn đây Đây là điều quan trọng Cách thứ hai Chúng ta cần tìm x để thể tích của hình hộp lớn nhất Vậy chúng ta phải tính thể tích của hình hộp Thể tích của hình hộp bằng diện tích đáy nhân chiều cao Nói chính xác vậy là thể tích của khối hộp Thế thì, thì nhá, với cái mô hình như thế này nhá, đáy là cái hình chữ nhật bên dưới này. Chữ nhật hay vuông thì chúng ta cũng chưa cần quan tâm lắm, đáy là cái hình dưới này. Chiều cao là cạnh đây. Vậy chúng ta cần phải biết như thầy vừa nói là thể tích khối hộp là bằng diện tích đáy nhân chiều cao, để tính được diện tích đáy chúng ta cần phải biết cạnh này cạnh này sẽ nó bằng bao nhiêu còn chiều cao thì chúng ta phải biết được anh này anh này hay là anh này thì cũng thế thế bây giờ các em xem này cái cạnh đáy này bằng bao nhiêu nhá này 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 tưởng tượng này cả cái cạnh này là 12 cả cái cạnh này là 12 Bây giờ thầy cắt đi x, chỗ này là x, bên này là x, đấy, cả cái đoạn dài này là 12 này, bây giờ cắt phần này đi x này, phần này đi x là cắt đi 2x, như vậy phần còn lại, cái đoạn này này, cái phần đứt đứt để tí mình gập lên đấy, tí mình gập lên, cái phần còn lại đây này, thầy tô bằng màu xanh nhá, cái phần còn lại đây này, đấy, cắt góc này đi, cắt góc này đi thì nó thòi ra cái phần này tí mình gập theo cái đường màu xanh thì nó ra cái cái thành của cái hình hộp đi. đấy được chưa nào thế thì cái đoạn này còn bao nhiêu như thầy vừa nói là đoạn này là 12 cm vứt đi x vứt đi x tức là vứt đi 2 x vậy phần còn lại này phần này chính là 12 trừ đi 2 x thì cạnh này sẽ là 12 trừ đi 2x. Được chưa? Tương tự như thế vì đây là hình vuông cho nên cái phần còn lại này cái cạnh còn lại này cũng thế này. Đây, đây cái mép này này. Ờ, à, vứt đoạn này đi, vứt đoạn này đi, đoạn màu xanh này sẽ còn là 12 trừ đi 2x. Hai mẫu này là mỗi mẫu là x. 12 trừ đi 2 mẫu này tức là trừ 2x. Cạnh được bằng nhau. 12 trừ 2x. Đấy. Các em tưởng tượng đáy đáy của cái hình hộp này chính là phần trong khuôn màu xanh này này. Đây này. Đấy. Tôi cắt góc này đi, cắt góc này đi thì nó còn thừa cái cái mép đây. Đấy, cắt góc này, cắt góc này thì nó thừa mép này. Thừa mép này, thừa mép này. Bây giờ gập bốn, gập mép dưới theo cái đường màu xanh gập mép bên này theo đường màu xanh, gập mép bên này theo đường màu xanh, gập mép trên theo đường màu xanh ra hình hộp. Đáy của chúng ta chính là cái hình màu xanh, cái hình vuông màu xanh. Đấy. Cạnh là 12 trừ 2x. Thế còn chiều cao này bao nhiêu? Chiều cao này là bao nhiêu? Đấy, thế các em để ý này. Tưởng tượng này. Đây nhá. Sau khi cắt hai cái hình vuông này đi thì nó còn cái mép này. Bây giờ chúng ta gập nó lên, gập nó lên thì cái đoạn này này đây này cái đoạn này này đây là x này khi chúng ta gập lên thì nó thành chiều cao của cái g này đấy gập lên nó thành chiều cao của cái g này đấy tưởng tượng ra chưa đây còn cái ô này, này gập lên thì cái đoạn này cái x này này nó trở thành đây này đấy nhá trở thành chiều cao này, đây là x này. như vậy cái hình hộp được tạo thành sau khi ta cắt cái hình vuông này đi bốn góc bốn hình vuông bằng nhau có cạnh là x thì lúc đó ta xác định được cái hình hộp được tạo thành có đáy là hình vuông cạnh 12 trừ 2x chiều cao là x được ra vậy bây giờ muốn biết thể tích này lớn nhất khi nào thì chúng ta phải tính thể tích hình hộp V hộp bằng thể tích khối hộp bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích đáy, đáy là hình vuông. 12 trừ 2x nhân 12 trừ 2x là 12 trừ đi 2x tất cả bình. Đây là diện tích đáy nhân chiều cao nhân x. Được chưa? Nhân ra đi. Nhân luôn này. Chỗ này là 4x bình phương này. Thầy làm luôn này 4x bình phương nhân với x là 4x mũ 3 này Đấy Chỗ này là trừ 48x Nhân với x là trừ 48x bình này 12 bình phương là 144 44, 144 nhân x là cộng 144x Thể tích khối hộp lúc này là một hàm theo biến x Với x nằm trong khoảng 0,6 Bây giờ thể tích của hình hộp này lớn nhất khi và chỉ khi hàm số này đạt giá trị lớn nhất. Ta sẽ đi tìm giá trị lớn nhất của hàm số này. Ta đặt cái này bằng y. Đi tìm giá trị lớn nhất của y. Dung đạo hàm y phẩy bằng 12x bình phương trừ đi 96x cộng với 144. Được chưa? Y phải bằng 0. Khi và chỉ khi phương trình này à, y phải bằng 0 khi và chỉ khi anh này bằng 0. Phương trình bậc 2 này có hai nghiệm, một nghiệm x bằng 2, một nghiệm x bằng 6. Nhưng nhớ rằng x của chúng ta chỉ nằm trong khoảng 0,6 Thầy phân tích ngay từ đầu rồi tại sao x nằm trong khoảng 0,6 biết rồi nhá x bằng 6 bị loại x thuộc khoảng 0 6 thôi mà vậy bây giờ chúng ta lập bảng biến thiên quá dễ x à, y phải y nếu khỏi nhầm dấu ý, khỏi nhầm dấu thì chúng ta cứ thêm thế này cho nó khỏi nhầm này đây là không này đây là hai này đây là sáu này đây là dương vô cùng khỏi nhầm dấu thì cứ thế đã nhé thế thì tại hai điểm x bằng hai và x bằng sáu thì y phải bằng không đây là tôi giả vờ quên mất cái chuyện x trong khoảng 0 đến 6 đấy nhá. Để tôi xác định dấu cho khỏi nhầm Y phải của chúng ta là tam thức bậc 2 có hệ số A dương Cho nên trong khoảng hai nghiệm trái dấu ngoài cùng Đấy, trong trái ngoài cùng âm này, dương này Đấy, dương này Nhưng nhớ một điều chỉ xét trên khoảng 0,6 X lớn hơn 0 nhỏ hơn 6 Lớn hơn 0 nhỏ hơn 6 cho nên phần này phải bỏ Bỏ phần này đi, Được chưa? Bỏ nó đi Và nếu em nào thạo rồi Thì không cần phải viết dương vô cùng nữa Viết đến 6 thôi Bây giờ thầy sẽ bỏ cái phần này đi để cho nó đẹp Viết đến 6 thôi nhá. Thầy vừa làm như thế để giải thích cho các em dấu của y phẩy rồi đấy Bây giờ cắt cái phần này đi Cho nó đẹp này Rồi này Thế thì y phẩy dương hàm đồng biến Âm nghịch biến Với x bằng 2 thì y bằng 128 À như vậy trong khoảng từ 0 đến 6 hàm số đạt duy nhất một cực đại. Đây, đi cho đây. Nếu trong khoảng AB với AB bất kỳ hàm số mà đạt duy nhất một cực đại thì giá trị cực đại này chính là giá trị lớn nhất. Đấy, cái này chính là mắc của Y đây. Như vậy Hàm số Y đạt giá trị lớn nhất khi x bằng 2. Y này. Mà Y thì chính là thể tích của khối hộp. Thể tích của khối hộp là biểu diễn theo cái hàm số này. Mà tôi đặt nó là Y. Vậy Y đây chính là thể tích của khối hộp. Do đó Y lớn nhất có nghĩa là thể tích khối hộp lớn nhất. Thể tích khối hộp lớn nhất khi x bằng 2. Từ đây, mắc y bằng một uh, mới uh, x thuộc khoảng 06 bằng 2 uh, 128 khi và chỉ khi x bằng 2. Đấy. Và như thế quan sát bốn phương án đã cho. Phương án C có x bằng 2 cho nên tôi phải chọn C. Đấy. Mắc y bằng 128 hay nói cái khác là thể tích khối hộp lớn nhất bằng 128 khi và chỉ khi x bằng 2 phương án c xong rồi tôi đã giải quyết xong bài toán này nhé ở đây thầy đã diễn giải cho các em quá rõ quá tường minh rồi không có gì mập mờ đây cả đấy là cách giải quyết bài toán thế còn làm thế nào để giải quyết nhanh bài toán này thế thì Muốn giải quyết nhanh bài toán này thì chúng ta phải hiểu đề bài toán đã. Hiểu bài toán thì ta yêu cầu cái gì đã Đấy Vấn đề cốt lõi của bài toán này Chính là Tìm ích để thể tích của khối hộp lớn nhất thì Cái khối hộp này Muốn tính được thể tích của nó Thì kem phải xác định được xem cạnh đáy Độ dài cạnh đáy Và xác định chiều cao Thể tích của khối hộp bằng diện tích đáy nhân chiều cao Thế thì sau khi xác định được Với cái hình vẽ như thế này và chúng ta hiểu bản chất của vấn đề chúng ta hiểu cái cạnh của đáy này chính là cái phần cạnh còn lại phần còn lại phía trong sau khi cắt bỏ bốn góc đó là 12 chữ x và cái chiều cao của cái hộp thì chính là cái, cái cạnh của cái hình vuông này khi chúng ta gập lên thì nó sẽ ra chiều cao nhé và như thế việc tính toán chỉ viết mỗi đây thôi về hộp bằng thế này thôi tính đạo hàm khoảng 30 giây là xong và em nào trung học lực trung bình thì cứ cho một phút đi Câu này một phút là đạt yêu cầu Thậm chí mục tiêu chỉ 7 điểm, 8 điểm thôi Thì câu này 3 phút cũng được Không sao cả Đấy. Vì chúng ta có phải trình bày gì đâu Không phải trình bày Chúng ta chỉ nháp tính toán để tìm ra đáp số Đấy. Thì, thì đây là thầy diễn giải Cho nên các em cảm thấy suốt ruột, cảm thấy lâu Thế còn nếu là đi thi thì tính rất nhanh Một tí là xong qua những cái bài như thế này thì tự kem rút kinh nghiệm Tự tìm ra con đường làm sao để Tìm ra được đáp số nhanh nhất Nha Trình bày tính toán đi nào để nhanh nhất Thế còn chắc chắn một điều Muốn tìm được đáp số thì phải có kiến thức Không thể có Mẹo vặt có thủ thuật Ở đây cả và cũng không thể trông chờ Của máy tính nha Phải trông chờ vào cái não của ta, đầu của ta Kết thúc Bài tập mẫu số 4